Quý vị thân mến, nhằm có những hỗ trợ cho những người gặp khó khăn do dịch COVID-19, vào ngày 9 tháng 4, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng với các nhà tài trợ đã tổ chức tặng 405 xuất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn trên địa bàn. Hoạt động ý nghĩa này cũng nhằm chia sẻ những khó khăn với những người có hoàn cảnh đặc biệt đã còn chịu thêm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Hằng, 76 tuổi, thương binh 4/4, sinh sống một mình tại phường Cửa Nam, đã không giấu nổi niềm xúc động khi được đại diện các tổ chức, ban ngành đến thăm hỏi động viên. Tôi lúc nào tôi cũng nghĩ về là tôi là người của đất nước Việt Nam, là con cháu Lạc Hồng, thì coi như là theo cụ Hồ mà cho đến ngày nay tôi vẫn ơn Đảng. Tôi thấy rất là ý nghĩa, là do ơn Đảng và nhà nước và chính thể quan tâm như này là tôi thấy quá sung sướng rồi. Tôi thấy đời tôi thấy là hạnh phúc rồi, sức khỏe và hạnh phúc rồi. 405 phần quà có giá trị vật chất không lớn, song lại là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với những hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại quận Hoàn Kiếm. Bởi phần lớn họ đều là người cao tuổi, sống neo đơn, không có thu nhập cố định. Ra thì tôi rất phấn khởi, thế là các bác quan tâm đến nơi, dù là có một chút thôi nhưng mà gia đình tôi nó cũng đỡ vất vả. Vì bây giờ vợ chồng tôi không có công ăn việc làm, gia đình rất cảm ơn các bác quan tâm đến nơi và tạo điều kiện cho gia đình cho nó bớt chút khó khăn. Tôi rất cảm động lắm nha, và cảm động và chính quyền là đoàn thể và đảng và chính phủ á, rất quan tâm đến nhân dân, mà chính là bản thân tôi cũng rất là nỗ lực và đồng thời cảm động lắm. Lúc tôi nằm tôi nói con cháu là phải cố gắng hết sức, phải phấn đấu để làm nhiệm vụ như mình tiếp tục học. Để đáp ứng tốt cái yêu cầu là người dân hạn chế ra đường cũng như là phải đáp ứng tốt cái điều kiện an sinh cho người dân trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đặc biệt là quan tâm tới các cái đối tượng là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cái gia đình chính sách hoặc là những người già cô đơn, những người yếu thế, để làm sao cũng chia sẻ và tạo mọi điều kiện cho mọi người đảm bảo tốt cái cuộc sống, cùng với ban chỉ đạo để vận động xã hội hóa cũng như là gửi những cái phần quà trực tiếp đến từng gia đình. Tính đến thời điểm hiện tại, quận Hoàn Kiếm đã hỗ trợ 1.657 lượt người với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Ngoài tiền mặt, các hộ gia đình cũng đón nhận các phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, khẩu trang để đảm bảo đời sống phòng chống dịch COVID-19.